Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phan lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 28 tháng 7 năm 2022. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến những cái mặt hàng lan thuần, rất là nhiều những cái dòng hàng kg mới về đẹp với giá cực kỳ là yêu thương luôn ạ, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Và em báo sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em có một số những cái loại lan mà em đã chia ra theo từng phần, và cô chú anh chị thấy là mỗi một phần như vậy có thể ghép cho mình một cái giò lan rất là đẹp rồi nhá. Trước tiên là cái dòng lan hoàng thảo trinh bạch ạ. Mỗi một lô như thế này cô chú anh chị về làm một cái chậu cực kỳ là đẹp rồi ạ. Em bán một lô trinh bạch như vậy với giá chỉ có 35.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể chọn khá là nhiều loại lan, 3 cái loại lan, những cái loại mà em chia cô chú anh chị có thể chọn vài loại, 3 4 5 loại chỉ rơi vào có 200.000 thôi cô chú anh chị này. Đó. Trinh bạch mỗi một lô như vậy đủ một chậu đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Chỉ có 35.000 cho một cái lô như vậy ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái lô dáng hương đuôi sóc này. Dáng hương đuôi sóc em có lô số 1 này. Lô số 1 này em có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Đó, 6 cây rất là đẹp luôn. Và cái lô đuôi sóc này em cũng chỉ bán có 35.000. Đó. Đấy, 70.000 cô chú anh chị được hai loại lan đẹp rồi nhá. Này. Lô số 2 này, nhiều cây hơn cô chú anh chị này. 2 này, 4 này, 6, 8 cây. Cũng 35.000 ạ. Và sau bên này đây thì em có hai cái lô quế tím. Quế tím này, mỗi một lô như thế này em bán 45.000 ạ. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 có 2 cây này, 3, 4, 5. Cái cây này đang bắt đầu ra rễ non mới rồi. Cái mùa này là mùa ghép rất là đẹp của dòng quế tím đấy ạ. 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. Đó, 11 cây quế tím khỏe đẹp như vậy với giá là 45.000 nhé. Và tiếp theo lô số 2 là những cây quế tím khá là lớn đấy ạ. 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây. Đó, cũng 45.000 cho cái lô quế tím này. Và đây là cái mặt bông của dòng quế tím đây cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cái mặt bông của quế tím này, cái sắc hoa tím đậm và hoa cực kỳ là thơm đây ạ. Đấy, một cái lô như thế này thì đủ cô chú anh chị làm một cái giò quế tím rất là đẹp luôn nhá. Còn sang bên này thì em có dáng hương đuôi chồn này. Dáng hương đuôi chồn ạ, cô chú anh chị thấy là một cái lô đuôi chồn đẹp mê ly như vậy với giá là 180.000 cho 1 kg đuôi chồn nhá. Và quế tím thì mà ngoài em có bán theo phần kia thì em có bán theo hàng cân ạ. Thì hàng cân em bán là 150.000 cho 1 kg, em cũng sẽ bán từ 0,3 kg. Trinh bạch cũng vậy này, trinh bạch thì em cũng sẽ bán theo hàng cân nhé cô chú anh chị nhé. Với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo trinh bạch thôi ạ. Thì cô chú anh chị muốn lấy theo phần hay là lấy theo cân tùy cô chú anh chị. Đó thì em đã cân thử ra cô chú anh chị thấy là mình có thể 35.000 cô chú anh chị có thể có một giò trinh bạch rất là đẹp rồi đấy. Còn nếu mà cô chú anh chị mà lấy những cái thân lớn mập ấy, thì nó sẽ được dài hơn ấy, thì nó cũng sẽ được ít hơn một chút. Còn bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng. Kiều vuông cánh trắng có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn. Và kiều vuông cánh trắng thì em bán là 250.000 cho 1 kg dòng kiều vuông cánh trắng. Nhiều thân lá và xanh đẹp như thế này cô chú anh chị này. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô hàng cực kỳ là tươi với những cây lá xếp đứng rất là đẹp luôn ạ. Và dáng hương bạch nhạn này thì dành cho ai yêu mến cái mùi hương thơm ngọt ngào rất là dịu dàng của nó. Với giá em bán là hoa trắng thanh khiết luôn cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 160.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng hoàng phi hạc, cái dòng lan mà gần như là chịu nắng 100%, cực kỳ là dễ thuần dễ chăm. Khi mà sổ hoa thì sẽ sổ khá là nhiều những mặt bông, có thể họng đen họng vàng, cánh có thể vàng đậm, có thể vàng nhạt cô chú anh chị nhá. Và rất là bền hoa. Em bán cái hoàng phi hạc này cô chú anh chị này, thân mập căng nú như vậy em bán với giá là 130.000 trong 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dáng hương đuôi sóc, em cũng có bán theo phần bên kia. Đó, 35.000 cô chú anh chị được một chậu đẹp rồi đúng không ạ? Hoặc là 120.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây sẽ là dòng hỏa hoàng cam với sắc hoa cam lửa rực rỡ. Cây thì nhỏ nhưng mà cực kỳ là có võ luôn. Và cái hàng hỏa hoàng cam này lá rất là cứng, nhưng mà người dân
dân người ta giữ được là rất là tốt luôn này cô chú anh chị này. Em bán là 300.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo phần giúp em. Đây, mỗi một phần như thế này. Em đã cân ra rồi. Này, một phần như thế này đủ cô chú anh chị là một giò cực đẹp luôn đúng không ạ? Đây ạ, một phần như thế này với giá em sẽ bán là 60.000 này. Như phần này thì có hai cái cây này rất là lớn này. Hay cực lớn luôn này. Rồi là khá là nhiều cây nhỏ đây. Đó, một cái lô như thế này em bán với giá là 60.000 đấy. Hoặc là cô chú anh chị cũng có thể chọn theo lô số 2. Cho lô số 2 này thì cây khá là đều đều cây này. Chắc là tầm mười mấy cây gì đó, em cũng bán với giá là 60.000. Và giá hương đuôi trồn thì em có bán hàng cân bên kia với giá là 180. Hoặc cô chú anh chị mua theo phần này giúp em. Một phần như vậy em bán với giá là 55.000 ạ. Đây, cái như cái lô này này, có bao nhiêu cây đây? 2 cây này, rất là đẹp luôn này. 3 này, 4 này, 5, 6 cây, 6 cây 55.000 ạ. Được một chậu trồn đẹp nhá. Và lô số 2 này, lô số 2 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây trồn. Đó, lô số 2, 9 cây trồn. Thì em cũng bán với giá là 55.000. Thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân, cũng rất là đẹp, hoặc là mua theo phần này cũng được nhá. Bạch nhạn thì em cũng có bán theo phần này cô chú anh chị này. Mỗi một phần bạch nhạn như thế này ạ. Thì em xin phép được bán với giá là 50.000. Như cái lô bạch nhạn này của em gọi là lô bạch nhạn số 1 này. Lô bạch nhạn số 1 này phải rơi vào mười mấy cây. 1, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây. Đấy, như cái lô này có đến 18 cây rất là tuyệt vời như thế này, giá có 50.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và lô số 2 ạ, lô số 2 thì có xem biết là bao nhiêu cây em cũng bán là 50.000 này. Chỗ này là 2 cây này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cũng 17, 18 cây gì đó. Đấy, thì mỗi một lô như vậy em bán đồng giá hết nhá, là 50.000 trong lô, hoặc cô chú anh chị có thể mua theo hàng cân kia là 160 1 kg. Đấy, tùy cô chú anh chị. Bên này thì em còn có một lô hoàng nhạn duy nhất thôi nè. Mới lô hoàng nhạn duy nhất này, lô này có 4 cây. 4 cây hoàng nhạn này. 4 cây hoàng nhạn này em bán với giá là 110.000 nhá. Nói chung là hàng rừng thì nó sẽ không thể nào mà đẹp như là cái hàng vườn được. Và bên này thì em có cái dòng kiều vuông cánh trắng, cô em có bán hàng cân bên kia với giá 250.000 trong 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mua theo lô này giúp em này. Đây, em gọi là lô này, lô số 1 này. Giá em bán là 75.000 nhá. 75.000 cho lô số 1 này. Và lô số 2 đây ạ. Đây. Lô số 2 với giá là 80.000, cô chú anh chị thấy ạ, đẹp mê ly chưa ạ? Đó. Mỗi một lô như thế bên này 70-80.000. Cô chú anh chị có một cái giỏ lan cực kỳ là kiều vuông rất là đẹp luôn rồi. Và sang bên này đây sẽ là những cây hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Một cái dòng lan là nói là gọi là tượng trưng cho cái sự tài lộc và may mắn, cái sự thịnh vượng cho gia chủ đấy ạ. Cái dòng hàng mà hoa rất là bền hoa, một cái sự kết hợp hoàn hảo tuyệt vời giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá nhé. Cây thì hiện tại em thấy là đa số nó có 3 cần hoa cô chú anh chị ạ. Đấy. Đa số là có 3 cần hoa, đảm bảo cô chú anh chị là mỗi một cây em gửi cho cô chú anh chị sẽ có ít nhất là 2 cần hoa nhé. Đây là mặt bông của hồ điệp lá biên, hồ điệp lá phát tài đấy ạ. Đó, một cái chậu như thế này thôi chắc chắn khi cô chú anh chị nó nở hoa, chắc chắn cô chú anh chị cũng có một cái giò lan để thưởng thức trên 2 tháng rồi. Giá em bán chỉ có 60.000 trong cái chậu hồ điệp lá biên lá phát tài này thôi. Và bên này đây sẽ là hồ điệp vàng công chúa. Vàng công chúa là một cái mặt bông phải nói là rất là hot. Rất là hot trong các cái mặt bông của hồ điệp. Nhất là trong những ngày Tết. Đây này cô chú anh chị này. Đó, hồ điệp vàng công chúa. Mỗi chậu như thế này ấy, thì em có hai, cũng có hai cần hoa cô chú anh chị ạ. Cây thì cần hoa hiện tại đang vươn vừa vừa thôi. Một cái chậu như thế này thì em cũng bán với giá là 60.000 nhá. Là hai cần hoa cũng 60.000, đó là dòng hồ điệp vàng công chúa. Cây thân lá cực kỳ là khỏe cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, cây thì rơi vào khoảng tầm 3 cặp lá, và kể cả biên hay là hồ điệp lá phát tài thì thân lá rất là khỏe và đẹp luôn ạ. Và sang bên này sẽ là những cái cây đai châu Thái để cô chú anh chị có thể sưu tầm và cực kỳ là đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm và thưởng thức hoa Tết cô chú anh chị nhé. Những cái cây đai châu Thái, cây hàng lá mít xếp rụt bản lá dày cộp, cây thì sẽ rơi vào ít nhất là 4 cặp lá nhé cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hàng đẹp mê đúng không ạ? Đảm bảo 100% khi cô chú anh chị nhận hàng thì chỉ có ưng trở lên thôi ạ. Và một cái cây đai châu này đỏ sắc pháo, rơi vào ít nhất là 4 cặp lá, cây trưởng thành để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết, một cái mùa hoa đẹp nhất trong năm nay. Em bán với giá chỉ có 220.000 cho một chậu nhé. Đây là châu đỏ sắc pháo. Và sang bên này đây sẽ là màu hồng cánh sen cô chú anh chị này, mà một trong những mặt bông gọi là giá đắt đỏ nhất trong tất cả cái dòng của châu Thái đấy ạ. Và màu hồng cánh sen, cây cũng rơi vào ít nhất là 4 cặp lá, em cũng chỉ bán có 200.000 cô chú anh chị nhé. Một cái màu rất là tuyệt vời.
màu hồng cánh sen. Nói chung là cả màu hồng cánh sen hay là đỏ sắc pháo thì với bản thân em là đều là hai cái màu sắc mà rất là đáng thưởng thức trong những ngày Tết. Và bên này thì em vẫn có những cái chậu đen đôn nắng, cái mặt bông rất là xinh, cái mặt bông cũng rất là to và đẹp, cực kỳ là bền hoa. Và hoa thì lại còn cho hoa quanh năm nữa cô chú anh chị nhé. Đây đều là hàng trồng thuần của Việt Nam mình hết, nên là cô chú anh chị cứ yên tâm là về trồng cây rất là khỏe. Đó, thì một cái chậu đen đôn nắng như thế này em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một chậu. Em nếu mà cô chú anh chị lấy hai chậu tạo ra một cái cặp đôi thì em sẽ bán chỉ còn có 110.000 thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ cực kỳ là đẹp và cực kỳ là rẻ luôn ạ. Dòng trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết rồi ạ, hoa cực sai và nở hoa đúng vào thời điểm Tết. Cô chú anh chị nhìn cho em, với chậu trầm rồng đỏ như vậy rơi vào ít nhất là 4 thân cô chú anh chị ạ, 4 thân hoặc là 3 thân, rất là đẹp luôn ạ. Và một cái chậu như thế này thì em chỉ bán có 140 thôi, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm nhé. Một cái chậu lan rất là đẹp và rất là khỏe cây. Đó, bình thường thì giá hàng Tết là một thân là 100.000 đấy ạ. Thì hiện tại là một cái chậu đẹp miên man như thế này có 140 cô chú anh chị nhé. Còn bên này sẽ là chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi này. Cái dòng này hoa siêu thơm ạ. Hoa siêu thơm và hiện tại thì một cái chậu như thế này thì nó bị lỗi vài ngọn. Và hiện tại thì còn có 5-6 ngọn lành trong một cái chậu như thế này. Nên là em sẽ bán xả với giá chỉ còn có 140 cho một chậu. Còn bên này thì đây em có hai chậu nhé cô chú anh chị nhé. Dòng trầm cổ thì em có hai chậu nó bị lỗi vài đi vài ngọn. Nên là bình thường em bán 180, hôm nay em sẽ để giá 140 ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây... đây là những cây đen đô xuân và cô chú anh chị biết rồi. Cái dòng đen đô xuân thì cực kỳ là nhiều màu sắc ạ. Một chậu đen đô xuân như vậy em bán giá là 140 cô chú anh chị nhé. Thường là hoa nở Tết và cái độ bền của dòng đen đô xuân là trên 2 tháng ạ. Trên 2 tháng và có hương thơm nhé. Cái dòng này thì bình thường hàng bên Trung Quốc, người cứ đến Tết là bên Trung Quốc người ta tuồn sang Việt Nam mình rất là nhiều. Với mỗi một chậu khoảng tầm 1-2 thân cũng trên 200.000. Còn đây là hàng đã hoàn toàn thuần tại Việt Nam mình ạ. Với giá chỉ có 140 cho một chậu. Sang bên này đây là những cây lan hài. Để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn mình những cây lan hài đẹp nhất này. Đây là cây mau die xanh cô chú anh chị này. Hiện tại nụ đang vươn rất là cao, cô chú anh chị thấy cần nụ của nó phải vươn cao trên 20 cm. Từ khi ngắm nụ đến khi ngắm hoa thì em nghĩ là nó rơi vào 3-4 tháng luôn cô chú anh chị nhé. Đấy, một cái chậu mau die xanh nó đang có nụ như thế này hoặc là chưa có nụ như thế này, chậu ít nhất 2 thân rất là khỏe đẹp, em bán 250 cho một chậu nhé. Bên này là sẽ là hài Vân Nam cũng rất là bền hoa và cực đẹp, em bán 120 cho một chậu. Và bên này sẽ là Lecochilium, một cái dòng lan hoa rất là thơm ạ, em bán là 150 cho một chậu nhé. Và bên này sẽ là dòng lan hài Kim hài Henry ạ, hài Henry hoa tím rất là đẹp luôn, em bán hài Henry này này. Chậu này đang mèo luôn này cô chú anh chị này. Hài Henry đang mèo luôn nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Cái chậu này em bán với giá là 100.000. Hoa sắc tím rất là đẹp luôn. Cái hài Henry này này cô chú anh chị này. Sang bên này là rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà hôm nay em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan ưng ý nhất nhé. Trước tiên này em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái bảng hoàng thảo vôi, hoàng thảo trầm tím hàng rừng rất là đẹp của ngày hôm nay này. Rồi em trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái bảng hoàng thảo vôi trước cô chú anh chị nhé. Vôi trước đi. Rồi ạ, hoàng thảo vôi này cô chú anh chị này. Hoàng thảo vôi, một cái giò bảng hoàng thảo vôi cực kỳ là đẹp, bao nhiêu thân đây ạ? Một cái giò như vậy đủ cả cái không gian vườn cô chú anh chị ướp đầy hương thơm luôn nhá. Và cái bảng hoàng thảo vôi này bình thường như những năm trước chắc phải tầm trên 200.000, thì hiện tại em bán bao nhiêu ạ? 160.000 thôi ạ. Đây gọi là bảng hoàng thảo vôi số 26 nhá. Và bảng hoàng thảo vôi số 27 ạ. Cũng vậy cô chú anh chị này, đây là hàng trồng của vườn nhà em nhé cô chú anh chị nhé. Nên là bán với cô chú anh chị giá cực kỳ là phải chăng luôn. Và cây thì rất là khỏe. Đây là hoàn toàn là hàng vôi bắc, hoa rất là tím nhé cô chú anh chị nhé. Hoa rất là tím luôn. Và đây là cái hình 27. Hình 27 này em cũng bán với giá 160.000. Và hình 28 này cực đẹp luôn cô chú anh chị. Hàng bên nhà em này, nó không kích, mình không kích hoa ấy ạ. Nên là nhìn cô chú anh chị thấy là cây rất là mình không kích nhiều ấy, cây cực kỳ là cứng cáp luôn, nên cô chú anh chị về trồng nó rất là cây sẽ rất là dễ sống nhé. Hình 28 em bán là 160.000 ạ, cực đẹp ạ. Hình 29 em bán cũng với giá là 160.000 đó, cô chú anh chị lựa chọn đi ạ. Và tiếp theo sẽ là hình 30 ạ, quá là đẹp luôn cô chú anh chị, bao nhiêu thân ạ, chi chít là mầm như vậy, em bán với giá cũng là 160.000 nhá. Và sang bên này sẽ là những cái bảng long tu xuân này cô chú anh chị này. 31 long tu xuân, những nơi ấm áp có thể nở hoa Tết luôn, có 150.000 ạ. Và long tu xuân số 32 cũng là 150.000 ạ. Long tu xuân 33 đi ạ, 150.000 nhá. Long tu xuân 34
với giá em cũng bán là 150.000, và Long Tu Xuân 35 cũng là 150.000 một bảng, cực kỳ là đẹp luôn những cái bảng như thế này. Thì bình thường nếu như là giá nhập của nhà vườn về bán chắc không rơi dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. Đấy thì hàng này là tự vườn nhà em ghép nên là bán giao lưu cùng cô chú anh chị giá cực kỳ là yêu thương như vậy nhé. Còn sang bên này đây sẽ là những cái bảng trầm. Bên này sẽ là những cái bảng trầm rừng này. Bảng trầm rừng. Em có bảng này gọi là bảng 21 này cô chú anh chị này. Bảng 21, 2, 4, 6, 7 mầm. Đấy, trầm rừng thì cô chú anh chị biết độ thơm, độ tuyệt vời của nó rồi ạ. 1kg thì rơi vào 900.000, 1 triệu đúng không ạ? Thì một cái bảng trầm cây đang đi ngọn đẹp tuyệt vời như thế này em bán với giá chỉ có 200.000 nhá. Và bảng 22 cũng vậy, bao nhiêu đầu ngọn đây? 2, 3, 4 cũng rơi vào 7, 8 cái đầu ngọn tất cả đấy ạ. Đây, mập nú luôn. Em bán 220.000 cho bảng này. Nếu mà tính ra hàng cân thì chắc là nó sẽ rẻ hơn hàng cân rất là nhiều luôn, mà cô chú anh chị về được cái hạ bảng thuần luôn ạ. 23 cô chú anh chị này. 23 một cái bảng trầm cũng siêu khỏe đẹp như vậy. Quá là tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị. Đây, cái bảng trầm 23 này em cũng bán 220 nhá. Và bảng trầm 24 này. Bảng trầm 24 này em bán với giá là 200.000 ạ. Và bảng trầm 25 đây cô chú anh chị nhìn cho em nhá. Bảng trầm 25. 2 4 6 7 8 thân mầm tất cả. Thân rất là mập và rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Bảng này em cũng bán 220.000 ạ. Và bên này sẽ là một số cái hình hoàng phi hạc, một số dề hoàng phi hạc nhé. Em có bán hàng cân bên kia hoặc cô chú anh chị chọn theo dề này cũng được. Hình 17, cái dề hoàng phi hạc 17 này em bán với giá chỉ có 70.000 thôi cô chú anh chị này, được một chậu hoàng phi hạc đẹp luôn nhé, nguyên dề luôn ạ. Và hình tiếp theo hình số 16 120.000, một cái dề to bự luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15, cái dề này em bán với giá là 110.000. Và bên này thì em có hai cái chậu đen đỗ úc mắt đen này. Đó, hai chậu đen đỗ úc mắt đen. Cái chậu này em gọi là chậu số 14 nhé. Đen đỗ úc mắt đen chậu số 14. Hoa cực kỳ là đẹp, giống đùi gà nhưng hoa cánh hoa tím đậm hơn, rất là đẹp luôn. Cái chậu này em bán với giá là 150.000 ạ. Và chậu số 13 cũng là đen đỗ úc mắt đen 150.000 nhá. Trầm tím thì em còn có thêm hai cái chậu này nữa này. Chậu này em gọi là chậu số 1. Chậu số 1 trầm tím này em bán với giá là 150.000 ạ. Và trầm tím số 2 với giá cũng 150.000 đấy. Thì cô chú anh chị cứ chọn cho em hình nào cũng được nhá. Và bên này là em có cái một cái chậu phi điệp tím của vùng Cao Bằng hình số 3, một cái chậu siêu nhiều kỳ luôn, thoải mái cô chú anh chị về có thể ghép và sưu tầm được rất là nhiều những cái mặt bông của điệp Cao Bằng, giá 150.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 4, em bán là 100.000 cho cái chậu điệp tím này. Và số 5, một cái chậu điệp tím cánh hoa hồng rất là đẹp luôn đấy, cánh hoa hồng rất là đẹp ạ, bông hoa to uỳnh luôn cô chú anh chị nhá. Và em bán cái chậu này với giá chỉ có 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Cái chậu điệp tím này em bán với giá chỉ có 50.000 ạ. Và bên này sẽ là hình số 7, mới chậu ám mắt châu lưng xanh cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông cực kỳ là tuyệt vời của nó. Em bán chậu này với giá là 100 ám mắt châu lưng xanh. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho chậu này cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp ạ. Đấy, cô chú anh chị cùng ngắm cái mặt bông của nó. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Cái trò này thì em bán 50.000 cho cái chậu điệp tím này. Nó có hai mầm nhưng mầm nó một mầm hơi bị lỗi dưới này này. Và sang hình số 9 là cái chậu điệp tím này, có 3 kỳ rất là đẹp và mặt bông cũng rất xinh đấy ạ. Em bán cái giò này với giá là chỉ có 120.000 thôi. Bên này thì em có cái dòng hình số 11 là một cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Chậu này thì có 2 thân, 1 thân bị lỗi ngọn, em bán 80.000 nhá. Chậu số 2 có 2 mầm rất là mập khỏe luôn. Tuy nhiên thì là nó bị lỗi ngọn nên em sẽ bán cũng chỉ có 80.000 cho cái chậu này thôi ạ. Nó 80.000 thôi nhá. Và bên này thì em có cái bảng, một cái bảng giả hạc pháp duy nhất thôi, khá là nhiều thân. Và em bán bảng giả hạc pháp này với giá là 100.000 cho cái bảng giả hạc pháp này ạ. Sau bên này đây thì em còn có một số hình tổ quạ. Tổ quạ thì cô chú anh chị có thể biết được những cái tác dụng tuyệt vời của nó, như là cô chú anh chị có thể trồng làm giá thể, là một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Ngoài ra ấy, thì cây tổ quạ này này nó có thể tạo ra cái bóng mát, tại vì là nó sẽ khi mà cây xòe tán thì tán rất là rộng và có thể tạo ra một cái độ dâm mát rất là tốt cho cái không gian vườn, cũng như là cái phần gốc của nó giữ ẩm rất là tốt đấy ạ. Nên là nó sẽ tạo ra một cái không gian rất là mát cho khu vườn cô chú anh chị nhé, mát và độ ẩm cho khu vườn ạ. Cái hình này thì em có hai cây tổ quạ này, cô chú anh chị có thể mang về làm giá thể hoặc là
trồng lan hoặc là mang về làm tiểu cành cũng được nhá. Em bán cái hai giò này với giá là 50.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 19, cũng là hai cây tổ quạ rất là đẹp luôn, to và đẹp luôn. Cặp đôi tổ quạ này em bán 60.000. Và bên này là một cái con rất là khổng lồ. Con này là cực kỳ là khổng lồ luôn cô chú anh chị ạ. Cái đường kính của nó chắc phải lên tầm 60 cm. Em cân bình thường thì nó rơi vào 9 cân. Đấy là cái phần gốc này rất là khô rồi ạ. Đó, thì em bán với giá con này là 80.000 nhá. Và sang bên này thì em có một số những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Em có quả mắc mật nhá. Quả mắc mật khô, một cái gia vị rất là đặc biệt. Và cô chú anh chị về có thể tạo ra được rất là nhiều món ngon với hương vị đặc biệt của nó. Em bán một cái túi mắc mật khô như vậy với giá là 120.000 cho một túi nhé. Chế hột khô với giá là 100.000 cho một túi. Nấm ngọc, đây là cái rễ mũ tần với giá 120. Nấm ngọc cẩu với giá là 150.000 ạ. Và tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190. Và hoàng kinh em bán là 200.000 nhá. Bên này sẽ là măng lưỡi lợn em bán là 200.000 cho một túi 1 kg. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông em có đủ size nhá, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng ạ, khô cong luôn 1 kg, siêu nhiều nhá, 50.000 cho 1 kg. Dớn vụn, một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời với giá em bán là 50.000 cho 1 kg nhá. Bên này thì em có các cây dưỡng chất dành cho hoa lan ạ. Dưỡng chất và chế phẩm Atonic là 10.000 cho một gói, Duy xanh 50.000 và Duy đỏ 60.000 nhá. Cùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ này. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da Sẹo Đen sẽ là 50.000. Và siêu da rễ N3M với giá sẽ là 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát ạ. Đồng giá 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ nhé. Super thai hóc môn tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ này. Bên này thì em có thêm cái kim kim bôn đặc trị thối nhũn mà cần thiết cho bất kỳ vườn lan nào đấy ạ. Em bán với giá là 25.000 cho một gói kim kim bôn nhé. Và bên này là Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm, em bán 15.000 cho một gói. Gói ạ, một túi như vậy là 1 kg, em bán với giá là 50.000 cho một túi 1 kg. Và cái hộp này sẽ là 1 kg với giá 130.000 ạ. Phân bón dạng túi lọc này, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích rễ rất là tuyệt vời với giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Bên này sẽ là cái dây buộc lan ạ, chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng. Cái dây buộc này thì rất là tiện dụng luôn đấy. Em bán với giá là 35.000 cho một cuộn này. Còn bên này sẽ là một cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Sản phẩm đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng ạ. Một cái túi sản phẩm này em bán với giá chỉ có 35.000 cô chú anh chị nhé. Và cái túi sản phẩm này thì đã được xử lý qua ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm và đã nén viên rất là chặt luôn rồi. Nên là khi mà cô chú anh chị bón cái sản phẩm này cho cây ạ, thì thứ nhất là nó cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể hay là bón một cách trực tiếp cho cây. Tưới nước thì đảm bảo là nó không bị mủn, không bị mềm ra, nên là tạo một cái không gian rất là thoáng và sạch cho cái giá thể để cho cây phát triển một cách tối ưu nhất nhé. Và đồng thời nó còn cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong này nó không chỉ có phân trâu mà nó còn có cả đỗ tương và dịch chuối. Thì cô chú anh chị biết hai thành phần nó rất là tuyệt vời đối với cây đúng không ạ. Và ngoài ra thì đã được xử lý rất là kỹ nên là nó không còn có mầm cỏ ạ, nên là cô chú anh chị bón là nó sẽ rất là sạch, hạn chế nấm bệnh cũng như là cây cỏ phát triển một cách tối đa nhất mà cung cấp cái lượng dinh dưỡng tuyệt vời nhất đối với cây. Cái sản phẩm phải nói hết sức hoàn hảo, giá chỉ có 35.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và một cái túi như vậy là 1 kg đấy ạ, đó là 1 kg. Cái dòng này thì so với dòng phân dê thì em thấy là nó vượt trội hơn rất là nhiều. Bởi vì dòng phân dê cô chú anh chị bón không cẩn thận nó sẽ bị đen đầu rễ. Còn cái loại phân bón này cô chú anh chị bón thoải mái giúp em, nó cực kỳ là lành. Thoải mái bón, thoải mái trộn mà không có sợ bị đen đầu rễ luôn cô chú anh chị nhá. Bên này thì em có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán với giá 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip.